Chào các bạn. Ở những bài trước thì mình đã giới thiệu với các bạn về việc quản lý kho cũng như là thực hiện các nhiệm vụ nhập xuất kho. Đến bài học ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn về việc là quản lý các vị trí chi tiết ở trong một kho của các bạn. Và cuối bài học này thì mình có thể biết được một số các thông tin, ví dụ như là lợi ích của việc sử dụng bin location hay còn gọi là vị trí lưu kho. Đây là một cái chức năng ở trên SAP. Ngoài ra thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về việc là mình sẽ thiết lập cái bin location ở trên SAP như thế nào, rồi là mình sử dụng nó trong quá trình làm các nghiệp vụ nhập xuất kho ra sao. Và cuối cùng, đến khi mà mình chiết xuất ra các báo cáo liên quan tới vị trí lưu kho thì sẽ có những báo cáo gì, và việc sử dụng bin location thì có tác động gì vào cái quá trình kiểm kê thực tế của các bạn. Để hiểu vì sao chúng ta lại cần tới một chức năng chuyên biệt trên SAP để làm cái việc là quản lý vị trí lưu kho thì chúng ta có thể xem một cái ví dụ như sau. Ở đây thì công ty của bạn giả sử có một cái kho hàng, và với cái kho hàng này thì luôn luôn diễn ra ở hàng ngày các cái nhiệm vụ nhập và xuất. Thì trong trường hợp là khi mà mình nhập hàng vào kho, có thể các bạn thấy trong kho có vị trí nào trống là các bạn đặt hàng vào đó. Đôi khi các bạn có thể nhớ trong đầu hoặc là có thể ghi giấy hay như thế nào đấy để xác định được rằng là mặt hàng này đang ở cái vị trí này, nhưng hoàn toàn nó vẫn chưa phải một cách chính thống. Sau đó thì đến lúc mà xuất hàng ra khỏi kho thì các bạn lại phải vào trong kho tìm, hoặc là một người khác vào trong kho và tìm đến cái mặt hàng đấy ở cái vị trí đấy để bốc ra khỏi kho. Nếu những cái việc này mà không được ghi nhận một cách có hệ thống thì đôi khi trong kho có nhiều nhân công thì việc này sẽ trở nên khó khăn khi truyền đạt cái thông tin đấy. Và chính là khi các bạn muốn tra cứu ở trong một cái kho rộng lớn như vậy để biết được rằng là một mặt hàng ngày xưa mình đã nhập vào và bây giờ nó đang ở đâu để xuất ra cho nhanh. Thế thì cái việc quản lý thông tin vị trí lưu kho ở trên hệ thống là việc rất cần thiết. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy rằng là mình đang giả sử một cái kho của các bạn là kho New York, có 3 tầng, tầng 1, tầng 2, tầng 3. Và ở mỗi tầng thì bạn có 4 cái khu vực là xanh là cây, xanh da trời, khu vực màu vàng và khu vực màu đỏ. Đấy là trong mỗi tầng nhá. Và ở trong mỗi khu vực thì các bạn lại có những cái hàng để hàng hóa như thế này. Và mình ký hiệu là row 1, row 2 gì đó. Và sau đó ở mỗi hàng thì mình lại có những cái giá trồng lên cao hơn, gọi là self. Ở đây mình có self A cho đến A, B, C, D, E. Đó. Thế thì hoàn toàn một cái kho nếu mà được cấu trúc như thế này ở ngoài thực tế thì hoàn toàn thì các bạn có thể ghi nhận được cái thông tin này vào hệ thống, theo là kho gì, và tầng nào, khu vực nào, rồi hàng mấy, rồi giá kệ số bao nhiêu. Thế thì nếu mà mình có đầy đủ các thông tin này ở trên hệ thống rồi thì đến lúc mình tra cứu trên hệ thống mình có thể biết được ngay rằng hàng đấy đang ở giá kệ nào và chính xác cái tọa độ vị trí nó là cái gì để mình tìm đến nó nhanh hơn. Vậy thì tổng kết lại là nếu mà trong trường hợp chúng ta sử dụng cái chức năng bin location hay còn gọi là quản lý vị trí lưu kho thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm được một số các ưu điểm sau đây. Thứ nhất là chúng ta sẽ làm giảm đáng kể thời gian tìm hàng và tạo thuận lợi hỗ trợ cho cái quy trình chọn hàng và bốc hàng để xuất ra khỏi kho. Sau đó thì vị trí của hàng tồn kho sẽ được theo dõi theo thời gian thực. Tất nhiên là trong trường hợp này là các bạn khi mà có bất cứ nhiệm vụ nhập xuất nào đó thì các bạn phải thực hiện ngay ở trên hệ thống. Thì lúc đấy thì hệ thống, phần mềm và cái kho ở ngoài thực tế của các bạn nó mới khớp với nhau. Và ngoài ra thì các cái báo cáo liên quan tới vị trí lưu kho nó cũng sẽ là một cái thông tin để thuận lợi cho việc tính KPI. Sau đó thì hàng tồn kho sẽ được xác định chính xác và nhanh hơn. Mình sẽ biết được nó ở từng những cái vị trí nào. Rồi người dùng có thể làm việc trong hệ thống trong khi bin location được thiết lập. Rồi quá trình tự động cho phép xử lý nhanh các giao dịch dựa trên bin location. Rồi tối ưu hóa các vị trí lưu kho, giảm thiểu những sai lầm khi sử dụng. Và tự động chỉ định các vị trí theo quản lý theo lô và series trong trường hợp mà mình vừa quản lý lô, batch hay và vừa quản lý vị trí lưu kho. Vậy thì để được những cái lợi ích như vậy thì mình sẽ thiết lập như thế nào? Thực ra ở cái vấn đề này thì trước hết là mình phải chia sẻ về cái câu chuyện là kinh nghiệm của mình khi đi các dự án mà liên quan tới quản lý hàng tồn kho theo vị trí lưu kho như thế này. Đấy là trước khi các bạn áp dụng vào phần mềm ấy thì bên ngoài thực tế của các bạn đã phải tổ chức kho một cách cực kỳ mạch lạc rõ ràng rồi. Đến khi bên ngoài các bạn đã có tư duy như thế và nhập xuất các bạn là cũng phải chỉ đúng theo cái vị trí đó thì sau này lên phần mềm áp dụng nó mới dễ.
Phần mềm cuối cùng nó cũng chỉ là cái công cụ thôi, miễn làm sao bên ngoài các bạn tổ chức của nó rõ ràng mạch lạc thì vào phần mềm sẽ rất là dễ. Thì cấu trúc mà một cái kho được chia thành các vị trí thì cái này mình có thể nhìn thấy là như sau. Ở đây thì một cái kho nó sẽ có cái cấp đầu tiên gọi là warehouse level. Đây là cái cấp to nhất là tên kho. Mình ví dụ trước đây các cái nhiệm vụ nhập xuất ấy, mình thường chỉ định đến kho, ví dụ kho Hà Nội, kho Hồ Chí Minh, kho Hưng Yên hay kho gì đó. Thì đấy là thông tin kho, đấy là cấp to nhất. Đến hôm nay mình sẽ học rằng kho có thể tách ra thành các cái cấp nhỏ hơn. Thì ở đây tối đa ở trên SAP cho các bạn chia tách cái kho này thành 4 cấp nhỏ hơn. Cấp thứ nhất, ở đây cái cấp là họ đang lấy ví dụ là floor, là tầng đi. Đây gọi là sub level 1. Xong dưới tầng, trong trong một cái tầng ấy lại có các area khác nhau. Và trong area thì lại có các cái row khác nhau. Đây là cái hàng của hàng tồn kho đúng không? Và trong mỗi một row thì lại còn có những cái cell là những cái giá kệ của hàng tồn kho. Thì tùy từng thực tế và cái gọi là cái cấu trúc về vật lý của cái hàng tồn kho của các bạn, sẽ có những cái trường hợp là doanh nghiệp của các bạn chỉ ít ít cái level thôi, sẽ chỉ có warehouse này và dưới warehouse chỉ còn có 2 cấp nữa thôi. Nhưng mà có những đơn vị mà các bạn có thể ghi nhận cái thông tin này một cách chính xác và kho của các bạn rất rộng lớn và chi tiết, thì các bạn có thể dùng tối đa là thêm 4 cái sub level nữa. Các cái level này thì nó cái nhỏ dần đến chi tiết dần. Đấy, và giả sử với trong cái trường hợp ở đây, đây nó chỉ là một cái ví dụ thôi. Thì ở đây bạn nhìn thấy này, có cấp kho này, cấp tầng, cấp vùng, area, cấp dòng, cấp cell. Và mỗi cái cấp này thì các bạn sẽ chỉ đích xác cho nó một cái, nó gọi là một cái tên hoặc là một cái code đi, một cái mã. Và cuối cùng thì kết quả của cái việc là phân phân tách những cái tầng, những cái level này ấy, bạn sẽ ra được một cái gọi là bin location code, hay còn gọi là mã vị trí lưu kho. Một cái mã vị trí lưu kho của các bạn nó sẽ thể hiện được một số thông tin như sau. Một cái này nó hơi một cái mã vị trí lưu kho ấy, các bạn nhìn ở cái phần vùng bên trên này này, nó sẽ cho các bạn biết được rằng là cái vị trí này ở kho nào, tầng nào, vùng nào và dãy nào và ở trên kệ nào. Đó, thì một cái mã nó sẽ có đầy đủ các thông tin như thế. Bạn nhìn vào hoặc là các cái bạn thủ kho của các bạn nhìn vào là biết ngay rằng mặt hàng này đang ở vị trí nào. Nó như kiểu cái tọa độ địa lý thôi, mình có thể nhìn thấy nhưng mà nó có nhiều tầng hơn. Thì một cái mã của vị trí lưu kho ấy nó sẽ ghép bởi những cái thông tin như thế này. Đây, bin location code này. Bạn nhìn thấy 01 F1 blue R01 B chính là ghép từ những cái thông tin này lên. Và bao giờ cũng thế, các thông tin được ghép lại thành thành một cái mã vị trí lưu kho ấy, nó sẽ đi từ chung cho đến chi tiết dần. Và nếu như tất cả trong cả công ty của bạn đều hiểu theo cái quy tắc này thì họ sẽ cùng một cái kiểu tư duy, thì mình khi mà mình nói một cái mã thì người khác sẽ hiểu ngay nó sẽ nằm ở đâu. Thì ở trên hệ thống mình cũng sẽ sinh ra những cái mã vị trí lưu kho như thế. Bây giờ mình xin phép gọi nó là bin location code để cho nó cùng với thuật ngữ ở trong phần mềm. Thì có nghĩa là các bạn sẽ định nghĩa ra rất nhiều các bin location code, và mỗi một cái bin như thế này thì có những cái thuộc tính của nó. Ví dụ ở đây các bạn nhìn thấy có một cái màn hình gọi là bin location master data. Ở đây là thể hiện toàn bộ các thông tin của một cái vị trí lưu kho. Trong đấy là cái vùng bên trên này gọi là code structure, có nghĩa là cấu trúc, là nó để định danh nó là đang nằm ở vị trí nào ở trong kho của các bạn này. Đến cái vùng thứ hai là các thuộc tính liên quan tới cái vị trí này. Thì thuộc tính ở đây ấy, nó sẽ có một vài cái thuộc tính các bạn có thể lấy ví dụ như là ở đây cái vị trí này được phép là đặt lên đó bao số lượng là bao nhiêu là nhỏ nhất, hoặc là tối đa là bao nhiêu quantity, là đây minimum quantity và maximum quantity. Đấy, ví dụ như là cái kệ này chỉ được phép để tối đa là 15 sản phẩm và tối thiểu là 0 sản phẩm chẳng hạn. Thì đây cũng là một cái thuộc gọi là cái thuộc tính của cái bin đấy, hoặc là cái bin này các bạn có thể dán cái mã vạch cho nó, hay còn gọi là barcode vào đây. Đấy, hoặc là nó có bao nhiêu item hiện tại đang ở trên cái bin đấy, thì mình sẽ nhìn thấy là number of item ở đây.
hoặc là có bao nhiêu batch hoặc bao nhiêu cái series ở trên cái bin đấy, mình cũng có thể xem được cái thông tin này. Thì đấy là cái vùng thông tin gọi là property, đấy là thuộc tính của cái bin, của cái một cái vị trí lưu kho. Và ngoài ra thì một cái bin location nó sẽ còn có một cái gọi là restriction, hay còn gọi là các cái mặt hàng ngoại trừ. Ngoại trừ ở đây có nghĩa là giả sử như là cái này mình có thể tưởng tượng dễ nhất là ở siêu thị ấy. Siêu thị họ bố cục cũng khá là giống cái bin location này luôn. Và ở đấy thì rõ ràng là trong siêu thị các bạn nhìn thấy là sẽ có một số mặt hàng mà có điều kiện bảo quản khác này, khác nhau. Ví dụ như là có những cái phải bảo quản lạnh chẳng hạn. Thế thì ở cái phần restriction này, ví dụ như cái bin này nó chính là một cái giá của siêu thị đi, và cái giá này thì không được phép để đồ đông lạnh chẳng hạn. Thế thì ở cái phần restriction này mình có thể loại bỏ những cái nhóm hàng là nhóm hàng đông lạnh ra khỏi cái bin này, thì không bao giờ người dùng khác hoặc là ai đó làm nghiệp vụ nhập xuất mà nhập được những cái mã hàng đông lạnh vào cái bin này, vào cái vị trí này. Thì nó có rất nhiều các kiểu restriction như thế. Ở đây mình biết là có cái nhóm thông tin này, thông tin như thế nhá. Lát nữa thì mình sẽ chỉ chi tiết ở trên phần mềm cái này nó như thế nào. Và cuối cùng thì mình sẽ có một cái nhóm thông tin nữa ở trên bin location gọi là attribute. Attribute ở đây nó cũng là một loại thuộc tính, nhưng mà nó gọi là những cái thuộc tính này nó thiên về gọi là những cái thông số thì đúng hơn. Ví dụ như là cái bin location này có chiều dài là bao nhiêu, chiều rộng bao nhiêu, chiều cao bao nhiêu. Và ví dụ như là độ ẩm hay là nhiệt độ của bảo quản của cái bin này là từ bao nhiêu chẳng hạn. Thì những cái thông tin đấy mình có thể điền thêm vào đây để coi như đấy là một cái thông tin tham chiếu, để sau này khi mà mọi người muốn sắp xếp kho hay là có dịch vụ nhập xuất thì họ hoàn toàn nhìn thấy những cái thông tin này. Thì đấy là cấu trúc 4 phần của một cái gọi là bin location master data, hay còn gọi là dữ liệu danh mục vị trí lưu kho. Ở đây mình sẽ thử cho các bạn xem một cái bin location trong thực tế. Đây mới chỉ là giai đoạn là định nghĩa ra nó thôi đấy. Bin location. Mỗi một cái bản ghi là bin location master data nó sẽ tương ứng với một cái vị trí ở trong kho của các bạn. Đây, ví dụ như mình đang mở một cái bin là bin 05F1 BlueR01A. Nó sẽ nằm ở những vị trí này. Nếu ở trong kho thực tế của các bạn cũng đang sắp xếp theo những cái chiều thông tin này ấy, thì các bạn sẽ đi đến kho này, tầng này và các cái thông tấu số đằng sau nữa là các bạn sẽ đến cái vị trí bin này. Và trong cái bin đấy thì các bạn nhìn thấy khu vực property này. Các bạn đang nhìn thấy là ở đây của mình là bin này đang có đang để một cái trọng lượng là 2.500 kg, thì ở đây có lẽ là khoảng 2.500 kg, rồi là số lượng quantity đang để ở trong cái bin này là 515 chẳng hạn. Và ở đây mình sẽ nhìn thấy số lượng tối thiểu, số lượng tối đa được phép để trong cái bin này, hoặc là maximum weight là cái trọng lượng tối đa được phép để đến đây là bao nhiêu. Thì đấy là những cái thông tin thuộc tính là như thế này. Rồi ở đây vừa nãy mình có nói đến cái khu vực thông tin gọi là khu vực thông tin ngoại trừ, restriction ở đây. Thì ở đây mình có thể ngoại trừ một mặt hàng, ví dụ ở cái bin này không được phép để mặt hàng là mặt hàng tiêu đen chẳng hạn. Đấy, thì mình điền cái thông tin vào đây. Và sau này cái mặt hàng này ấy, đi vào đây ấy, muốn nhập vào cái kho, vào cái vị trí này ấy, là không được phép luôn, hệ thống sẽ chặn luôn. Hoặc là ngoại trừ một nhóm mặt hàng là item group chẳng hạn, thì mình có thể điền cái thông tin ấy vào đây. Hoặc nếu không ngoại trừ gì thì mình năn ở đây, thế thôi. Ở đây sẽ còn rất nhiều các cái kiểu loại trừ khác, nó khá là phức tạp. Tuy nhiên là mình hiểu cái vùng thông tin ở đây là vùng thông tin ngoại trừ. Thì sau đấy giả sử sau này các bạn có làm phần mềm chẳng hạn, thì các bạn mò vào đây là biết được ngay thôi. Nó cũng chỉ là một chút xíu chữ tiếng Anh thôi. Hoặc cái khu vực thông tin ở đây bên dưới cùng ấy là thông tin attribute, là thông tin thuộc tính của cái vị trí này. Ví dụ chiều dài, chiều rộng, chiều cao, nhiệt độ, độ ẩm chẳng hạn. Bất cứ những cái thuộc tính nào mà các bạn có thể định nghĩa cho nó thì mình đều có thể định nghĩa vào đây. Ở đây mình đang nhận được một cái câu hỏi của bạn Tùng Anh là có ngoại trừ theo query được không? Câu này chắc cho mình nghĩ 2 phút đi để mình nghĩ xem. Ở đây thì mình cũng sẽ định hỏi mà sẽ
giải thích thêm cho cùng với cái câu hỏi của Tùng Anh. Query ở đây á là ý nghĩa của nó đấy là một cái câu truy vấn nhanh để liệt kê ra tất cả những cái dữ liệu ở trên hệ thống theo một cái điều kiện nào đó. Và ví dụ của Tùng Anh ở đây ấy, mình đang hiểu là bạn muốn ngoại trừ một số các mặt hàng theo một cái quy tắc nào đấy, và quy tắc đấy của bạn là định nghĩa theo một cái câu query. Cái này thì nó hơi thiên về lập trình một chút. Tuy nhiên ở hiện tại, ở trên phiên bản chuẩn của SAP ấy, thì mình đang thấy là hệ thống đang chỉ cho phép ngoại trừ theo 4 nhóm thông tin. Thứ nhất là ngoại trừ theo mặt hàng. Thứ hai là ngoại trừ theo đơn vị tính. Thứ ba, loại trừ liên quan tới batch hay là còn gọi là lô. Và thứ tư là loại trừ liên quan tới loại giao dịch. Đó, thì hiện tại mình mới đang thấy là có 4 cái loại ngoại trừ này thôi. Còn nếu mà cái query của bạn trả ra cái kết quả là một số mặt hàng nào đấy mà không phải theo quy tắc là một mặt hàng hoặc là một nhóm mặt hàng, thì mình nghĩ là hiện tại là hệ thống chưa đáp ứng được cái việc đó. Đấy là nói cũng hơi chuyên sâu một chút. Thực tế thì có thể là bạn cũng có thể đi tham khảo nhiều nguồn khác xem. Còn đấy là về theo cái kinh nghiệm của mình thì mình thấy nó là như thế, là không đáp ứng được cái việc là ngoại trừ theo query của bạn. Đấy là cái thông tin đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn, là gọi là thông tin chủ chốt đấy, bin location master data, gọi là thông tin về vị trí lưu kho, là nó đang có từng này cái thông tin. Vậy thì để mà ra được một cái là bin location master data và sau đó sử dụng nó, thế thì mình thực tế là mình phải làm rất nhiều bước, chứ không phải là đùng một phát mình nhảy vào mình dùng được luôn. Thế thì ở đây mình sẽ trao đổi với các bạn là tư duy để mình sẽ làm cái gì trước và làm cái gì sau. Trong, nếu mà trong tay các bạn ở đây là bạn đang có một cái kho và bạn đang muốn bố trí cái kho này theo các vị trí lưu kho, sau này sử dụng là phải chỉ định đến từng vị trí lưu kho, thì từng bước một các bạn phải làm gì? Thì bước đầu tiên các bạn phải, đây gọi là cái quy trình này, nó có 4 phase này. Phase 1, đấy là các bạn phải định nghĩa ra rằng là trong từng này cái kho của các bạn thì những kho nào các bạn sẽ quản lý theo vị trí lưu kho. Ở đây ấy, ví dụ như là một công ty, mình giả sử như là các bạn có 10 cái kho đi, kho Hà Nội, kho Thành phố Hồ Chí Minh, trong Hà Nội thì lại có kho ở quận Đống Đa, quận Ba Đình gì đó, rồi ở Hồ Chí Minh thì có quận 1, quận 2, quận 3 chẳng hạn. Nhưng bạn xét thấy rằng tính chất của những cái kho này của các bạn sẽ chỉ có một số kho cần thiết phải quản lý theo từng vị trí thôi. Ví dụ như ở quận 1 các bạn có những cái kho rất là quy mô và ở đấy thủ kho quản lý vô cùng chặt chẽ. Việc áp dụng cái việc quản lý từng cái vị trí nhỏ vào cái kho ở quận 1 là tương đối khả thi. Thế thì bạn sẽ chỉ định là áp dụng việc quản lý lưu kho cho cái kho ở quận 1, còn các quận khác có thể chưa quản lý vội cũng được, không sao. Ở đấy mình giải thích cái chỗ này là chỗ là không phải là lúc nào trên một cái hệ thống này bắt buộc tất cả các kho đều phải quản lý vị trí theo bin location. Bởi vì làm như thế là đôi khi nó sẽ không khả thi với nhiều doanh nghiệp. Mình có thể làm từng bước từng kho một, áp dụng được một kho quản lý theo vị trí rồi, thành công rồi, mình sẽ đi làm ở các kho khác. Thì ở cái phase 1 này, đấy là định nghĩa rằng kho nào thì phải quản lý theo bin. Thì lúc đấy, cái việc định nghĩa này, mình vắn tắt là mình sẽ làm như sau này. Cái này nó sẽ xem, mình xem luôn ở cái phần định nghĩa kho ấy. Các bạn nhớ là ở bài trước mình đã từng có cái câu chuyện là mình biết được có mấy cái loại kho đúng không? Là kho dropship này, kho thông thường và kho quản lý theo vị trí lưu kho. Thì trong hệ thống của các bạn có nhiều kho, nhưng kho nào mà các bạn check vào nút enable bin location thì kho đó mới quản lý theo vị trí lưu kho. Còn các kho còn lại ấy, khi không được check thì có nghĩa là nó nhập xuất vào ấy, nó sẽ chỉ tính toán đến câu chuyện số lượng thôi, chứ nó sẽ không nói là sẽ chỉ đích xác đến cái vị trí nào. Đó, thế thì quan trọng là cái kho mà mình muốn thiết lập ấy là mình phải check vào enable bin location ở đây như thế này. Thì sau khi các bạn thiết lập là enable bin location ấy, thì các bạn nhìn thấy này, hệ thống tự nhiên sinh ra thêm một cái tab nữa, chỉ riêng cái kho này nó mới có thôi, đấy là tab bin location. Và cái tab này ấy, nó sẽ thể hiện toàn bộ các cái thông tin mặc định được cho cái kho đấy. Ví dụ như là một cái nghiệp vụ nhập hay một nghiệp vụ xuất, khi mà nhập xuất vào cái kho bin location này thì sẽ sử dụng phương pháp gì để lấy ra thông tin vị trí, hoặc là cái vị trí mặc định mà cứ nhập vào hay xuất ra thì đầu tiên là hệ thống sẽ chỉ đến cái vị trí nào. Thì ý là toàn bộ những cái thông tin mặc định mà của cả kho ấy
thì nó sẽ ở cái tab là tab bin location. Tí nữa khi mà đến cái câu chuyện là mình làm các cái nghiệp vụ nhập xuất liên quan tới cái kho này ấy, có khi mình lại quay lại cái chỗ này để mình xem là hệ thống đang cho mình mặc định cái gì. Còn bây giờ mình hiểu là cái chỗ này mình nó sẽ sinh ra một cái tab mới nhá, là tab bin location. Còn kho khác là không có cái thông tin này đâu, hoàn toàn không có cái tab này. Đấy là bước đầu tiên, định nghĩa xem kho nào sẽ quản lý theo vị trí lưu kho. Đến phase thứ hai là mình sẽ thiết lập là có bao nhiêu cấp sub level warehouse, ở đây là cấp chi tiết hơn của kho ấy. Bởi vì như vừa nãy mình có câu chuyện là trong kho có 3 tầng, mỗi tầng thì lại có 4 vùng, xong là trong các vùng thì lại còn có các giá kệ dòng hàng như thế nào đấy, đúng không ạ? Thì ở đây á, trên cái hệ thống này sẽ có một cái chỗ để các bạn định nghĩa cái đấy. Bạn chờ một chút. Để mình tìm cái chỗ đấy đã. Bin location nó sẽ ở phần setup inventory bin location. Đây. À không. Đây đây đây, nó là tab này. Bin location field activation có nghĩa là định nghĩa ra những cái cấp con. Và các bạn lưu ý rằng là có thể là ví dụ như là trong kho quận 1 của các bạn thì các bạn đang chia 4 cấp như thế này. Nhưng mà đến kho quận 2 thì lại các cái cấp và tên của cấp nó khác đi chẳng hạn. Thế thì câu chuyện này mình cũng làm nào để cho các kho của mình nó đồng nhất về các cái cấp mà mình chia nhỏ ấy, thì mình theo dõi nó dễ hơn. Đấy, hoặc là đấy thì ví dụ như quận 2 của các bạn ấy không có tầng chẳng hạn, mà nó sẽ chỉ có mấy cái vùng này thôi chẳng hạn. Thế thì lúc đấy ấy, mình sẽ thôi thì mặc định cho, nếu mà giả sử quản lý cho quận 2 ấy, thì floor luôn nó là số mặc định là số 1 thôi, vì nó có một tầng. Còn những cái giá trị kia thì nó biến thiên. Đấy, thì ở đây mình phải lưu ý là mình cả cái hệ thống về vị trí lưu kho ấy, là sáp chỉ cho 4 cấp nhỏ thôi. Mình phải cân nhắc để sử dụng 4 cái cấp đấy. Có thể mình sử dụng ít hơn thì được, nhưng mà nhiều hơn thì sẽ không được. Đó, thì ở đây theo một cái ví dụ của SAP thì mình đang để 4 cái cấp là floor, area, row và cell. Hoàn toàn các bạn có thể đặt cái tên tiếng Việt vào đây cho người dùng, nhất là các bạn ở trong kho dễ dùng hơn. Đấy là thiết lập các cái cấp kho đúng không? Và ngoài ra mình sẽ set up attributes, có nghĩa là những cái thuộc tính của cái vị trí lưu kho đấy. Thì nó ở ngay cái tab bên cạnh này. Ở đây mình sẽ còn có thêm là ví dụ như là một cái vị trí lưu kho đấy mình theo dõi thông tin là chiều dài. Chiều rộng. Chiều cao. Đó, có rất là nhiều chiều như thế này. Thì nếu mà mình có càng nhiều chiều thông tin để theo dõi thì cái thông tin bin location của mình nó càng chính xác thôi. Nó gọi là thông tin tham chiếu thôi. Đấy, thì tối đa là mình được định nghĩa ra 10 loại thuộc tính của một cái bin location, một cái vị trí lưu kho. Đấy là cái bước thứ hai. Đấy. Và đến bước có thể thêm thuộc tính không? Hiện tại thì đối với một cái đây mình đang hướng dẫn các bạn, training cho các bạn hoàn toàn là theo chuẩn SAP, có nghĩa là sử dụng toàn bộ những cái gì SAP cung cấp. Thì hiện tại SAP đang chỉ cung cấp 10 thôi. Tất nhiên là về mặt giả sử như các bạn có nhiều hơn chẳng hạn thì đương nhiên là bên mình có thể tư vấn cho các bạn theo những cái cách gọi là customize thêm. Tuy nhiên chuẩn của SAP thì chỉ có 10. Đó. Và ở đây ở cái phase thứ 3 của mình, đấy là sau khi các bạn định nghĩa được ra các sub level rồi, thế thì bây giờ việc của các bạn là nhân cái phần bin location code ra, có nghĩa là định nghĩa những cái vị trí lưu kho. Và ở đây nữa là thiết lập một cái receiving bin location. Mình sẽ giải thích như thế này. Receiving bin location hay còn gọi là vị trí tạm. Đôi khi ấy, đấy là hàng hóa của các bạn nhập xuất quá nhiều. Và ví dụ khi nhập về chẳng hạn, thủ kho ngay lập tức họ chưa có thời gian để đưa cái hàng này vào đúng cái vị trí quy định của nó ở trong kho, mà họ mới đang để tạm ở gọi là chỗ cửa kho thôi chẳng hạn. Thì cái vị trí đấy gọi là vị trí tạm đấy, gọi là vị trí receiving bin location. Thì mình sẽ giải thích về mặt ý nghĩa của nó là như thế thôi. Còn trong cái nội dung bài tổng quan ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta hơi khó để có cơ hội để làm việc với phần receiving này, bởi vì phần đấy khá là dài. Thì mình ở đây phase 3 mình sẽ chỉ chủ yếu là
nói đến câu chuyện là thiết lập mã bin location. Thì mã bin location ấy mình sẽ định nghĩa bằng một cái chức năng. Ở đây mình phải có định nghĩa thêm một cái nữa. Vừa nãy mình có nói là định nghĩa các cái sub level code đúng không? Thế thì bây giờ câu chuyện là một cái sub level code ấy. Đây chắc là mình sẽ vẽ ra một file Excel đi. Cùng kết hợp với cả trí tưởng tượng về không gian 3D của các bạn thì chắc là mình sẽ cố gắng giải thích cái phần này dễ hiểu nhất có thể. Ở đây giả sử cái của mình mới có hai chiều thôi. Mình định nghĩa một cái kho của mình nhá, có hai chiều, giả sử thế đi. Chiều thứ nhất là chiều cột đi, là cột A đến Y chẳng hạn. Và chiều thứ hai là số đánh tăng dần như thế này đúng không? Thế thì các bạn đã định nghĩa được rằng là có hai chiều, là một cái sub là gọi là chiều là cột rồi, và một cái sub thứ hai là hàng. Thế thì các bạn phải định nghĩa thêm một cái nữa là tổng cộng cái kho của bạn có bao nhiêu cột và tổng cộng của các bạn có bao nhiêu hàng. Đấy, nếu mà là file Excel thì nó là như thế. Và ở trên kho ấy thì nó là một cái này gọi là định nghĩa ra rằng là một trong cái chiều floor ấy, bạn trong kho của bạn có bao nhiêu floor tất cả. Và cái định nghĩa này ấy mình sẽ làm như sau. Đây, ở đây mình sẽ khai báo rằng là bằng cái chức năng là warehouse sub level code. Bạn biết được rằng là có bốn cái cấp như thế này đúng không? Thì ví dụ như ở cấp kho chẳng hạn, bạn sẽ phải định nghĩa ra rằng là bạn có bao cấp floor, bạn có bao nhiêu floor và mỗi mã là bao nhiêu. Việc định nghĩa này có thể nói chung là không giới hạn đâu. Bạn có thể điền thêm, ví dụ như là bây giờ tòa nhà, cái tòa kho của các bạn có 10 tầng. Thế thì các bạn có thể là từ F1 cho đến F10, bạn có thể điền thêm vào đây. Và tất nhiên là ngoài cái việc là định nghĩa gõ tay từng cái một như thế này. Đấy, floor 10 chẳng hạn, floor 4 chẳng hạn. Thì hoàn toàn các bạn có thể định nghĩa nó một cách có quy tắc. Ví dụ, đây là một cách định nghĩa có quy tắc này. Mình có thể điền từng cái một nhá. F1 là floor 1, F2 là floor 2. Nhưng mình cũng có thể định nghĩa bằng cái chức năng ở bên dưới này. Manage Sub Warehouse Code này. Đấy là mình sẽ định nghĩa cái mã floor của mình bắt đầu bằng chữ F và sau đó là các số chạy tăng dần. Ở đây mình sẽ chạy tăng dần từ số 5 cho đến số 10 chẳng hạn. Bởi vì là F1 cho đến F4 mình có rồi, thế thì bây giờ mình chỉ tạo từ F5 đến F10 thôi. Ok. Tạo ra. Đấy. Đúng. Tạo xong rồi đấy. Chờ mình một chút. Đấy, mở lại cái chức năng này các bạn sẽ nhìn thấy này. Hệ thống sẽ tạo thêm cho các bạn các tầng. Nếu mà xây nhà mà như nhanh như thế này thì tốt quá. Đấy, thì tương tự như thế, ở cấp area cũng thế. Bạn phải kê khai, liệt kê chính xác ra là bạn đang có bao nhiêu area. Bạn có thể điền manual hoặc là tạo theo một cái quy tắc chạy tự động như thế nào đấy cũng thế thôi. Rồi là cấp row cũng thế. Mình đang chọn là có từ R1 cho đến R10 này, là số hàng ấy. Và cấp sale cũng thế. Bây giờ mình có thể lưu ý như thế này. Tầng 1, ví dụ ở đây là floor 1 của các bạn. Trong floor 1 có thể là bao gồm 4 area, hoặc là tầng 2 chỉ lại có 3 area thôi, hoặc 2 area. Đấy là chuyện bình thường. Việc của các bạn khi liệt kê ở đây ấy là các bạn phải liệt kê đủ. Bất kể là nó có trong tầng này hay không có trong tầng kia thì các bạn phải liệt kê đủ. Còn câu chuyện là sau này khi mà mình ghép cái floor với cái area, với cái row, với cái cell như thế nào, đấy là việc của mình. Còn định nghĩa ở đây là mình phải định nghĩa đủ hết luôn. Thì đấy là câu chuyện là mình định nghĩa cái phần setup warehouse sub level code thì nó làm những cái việc như thế. Và sau khi làm cái warehouse sub level code này rồi thì mình bây giờ mình mới có đủ thông tin để ghép vào các cái sub level này thành cái gọi là bin location code. Đây nó không khác gì cái trò chơi ghép chữ cả. Và cái bin location code ấy thì nó sẽ nằm ở trong cái chức năng là inventory. Trong này mình sẽ có một cái mục là bin location. Bin location master data. Khi mà các bạn mở ra một cái màn hình như thế này ấy thì đây là một màn hình khai báo một cái vị trí lưu kho. Và ở đây bạn có thể ví dụ bạn có thể định nghĩa từng cái một này. Ví dụ ở kho 05 này,
mình định nghĩa một cái vị trí ở kho 05 tầng 1, rồi vùng màu xanh lá cây, rồi dòng số 4, rồi đấy các bạn nhìn thấy này, khi mình vừa chọn các thông tin này xong thì cứ chọn đến đâu ấy là cái bin location code nó lại tăng dần các chuỗi để nó chỉ đích xác đến cái vị trí chi tiết nhất. Đấy. Khi mà mình chọn hết các thông tin này thì nó sẽ ra một cái code là vị trí như thế này, như một cái tọa độ luôn. Và các bạn có thể khai báo thêm các cái thông tin vào những cái ô màu trắng của những cái bin này. Ví dụ như là diễn giải là cái bin này chuyên để các loại mặt hàng gì gì đấy, hoặc là mà cái bin này là do ông nào quản lý, có rất nhiều cái description các bạn có thể mô tả ở đây. Hoặc là số lượng tối thiểu, số lượng tối đa của một cái bin này là bao nhiêu, hoặc cân nặng tối đa của một cái bin này là bao nhiêu. Rồi là câu chuyện ngoại trừ như thế nào, mình cũng vừa có nói qua một chút đúng không ạ? Là bin này không được sử dụng cho để đặt những cái mặt hàng nào, mình điền vào đây. Rồi là có chiều dài, chiều cao, độ ẩm, mình cũng điền vào. Và khi điền đầy đủ các thông tin này, mình ép vào hệ thống, thì đây là mình đã làm xong một cái việc là định nghĩa một vị trí lưu kho. Thế nhưng câu chuyện của chúng ta đấy là kho của chúng ta có thể theo dõi một cách rất chi tiết, và ngồi định nghĩa từng cái này thì chết. Thế nên là hệ thống có một cái chức năng gọi là tạo tự động tất cả những cái bin location ở những cái vùng này theo cái quy tắc. Và cái việc đấy ấy, thì mình có thể làm bằng cái chức năng là manage bin location. Cái chức năng này ấy, nó có 3 tác dụng. Một là tạo mới một loạt các mã vị trí lưu kho. Thứ hai, cập nhật thông tin một loạt các mã vị trí lưu kho, đấy là chức năng update. Và thứ ba là xóa một loạt vị trí lưu kho. Đấy, thì nó có rất nhiều chức năng đấy. Thì ví dụ như mình đang có trong tay mới chỉ là có cái sơ đồ trên giấy thôi, và bây giờ mình muốn tạo một phần mềm ấy, thì mình dùng generate bin location. Thì các bạn có thể tạo cái mã vị trí cho những kho nào, rồi những tầng nào. Ví dụ như là cái tầng tầng 5 này của bạn nó bố trí khác hoàn toàn với các tầng khác, thế thì mình chỉ chọn duy nhất tầng 5 thôi, hoặc là nó giống các cách bố trí của các tầng khác chẳng hạn, thì bạn chọn có thể chọn từ tầng 5 cho đến tầng 9 chẳng hạn. Đó. Rồi các tầng này thì đều luôn luôn có area là blue, hoặc là có tất cả đủ 4 area thì mình cũng có thể chọn ở đây. Đấy. Rồi là số dòng, gọi là số hàng của mỗi cái area này, giả sử nó giống nhau thì mình chọn ở đây, chọn hết đi. Còn trong trường hợp ấy mà các tầng nó khác nhau thì mình phải tạo nhiều lần, chứ còn đây là mình tạo hàng loạt như thế này thì nó sẽ giống nhau hết ở bố trí của tất cả các tầng dưới các vùng. Đấy. Nếu mình chọn các thông tin như thế này này thì khi hệ thống sinh ra ấy, hệ thống sẽ tổ hợp và nhân ra thì được khá là nhiều các cái vị trí lưu kho. Và các bạn có thể điền thêm một số cái thông tin thuộc tính vào đây. Nếu như trong trường hợp các cái mã bin này nó có chung các thuộc tính thì mình có thể điền vào đây. Ví dụ chung chiều dài, chiều rộng, chiều cao chẳng hạn thì điền vào. Và khi mà ấn OK thì bắt đầu hệ thống sẽ sinh ra một loạt các cái bin location code như thế này, và có chung những cái thuộc tính mà các bạn đã từng điền vào đây. Thì nói chung là cái câu chuyện là mình sẽ định nghĩa cái bin location tự động hay là manual, ý là thủ công như thế nào đấy, thì cũng phải xem là cái thực tế hàng tồn kho, cái vị trí lưu kho mà các bạn bố trí trong kho như thế nào rồi mình mới quyết định làm. Ở đây mình chỉ hiểu rằng là SAP cho phép các bạn điền tay, định nghĩa bằng định nghĩa thủ công từng mã vị trí, hoặc cũng có những cái cách gọi là khai báo một cách tự động để tùy trường hợp mà mình tùy cơ ứng biến thôi. Và sau khi mình định nghĩa xong ấy các vị trí lưu kho ấy, thì đây là cái việc mà mình đã làm rồi, và mình sẽ cho các bạn xem là sau khi kết quả mà mình chạy cái chức năng vừa rồi ấy, thì bây giờ trên hệ thống của mình đang tạo ra một loạt các cái vị trí lưu kho như thế này. Đấy. Và với một vị trí lưu kho ấy, nếu mà khi mà mới khai báo ra ấy, thì hoàn toàn mình sẽ không có cái thông tin là số lượng item hiện tại đang ở trong kho, hay là cân nặng hiện tại rồi ở trong kho là bao nhiêu. Hoàn toàn thông tin này nó sẽ là trắng. Chỉ khi nào mình bắt đầu phát sinh các nghiệp vụ vào thì hệ thống nó tự cân đo đong đếm từ những cái nghiệp vụ nhập hay nghiệp vụ xuất, mà nó sẽ đếm được cái phần trọng lượng này và cái số lượng thực tế trong mỗi nghiệp vụ là như thế nào.
Thì đấy là cái câu chuyện là mình thiết lập ra các cái mã vị trí lưu kho. Và thiết lập xong rồi thì mình sẽ còn một thứ phải thiết lập nữa. Đấy là thiết lập cái này mình gọi là cách chỉ định tự động khi mà nhập hay xuất. Cái này mình có thể nói mô tả một cách dễ hiểu như thế này. Nó chính là trong phần warehouse ấy. Mình sẽ tìm đến cái kho vừa nãy. Mình có nói là cái câu chuyện mặc định ấy. Kho 05 location. Ở đây mình sẽ nhìn thấy có một cái chỗ gọi là auto allocation on issue và on receipt. Có nghĩa là phương pháp xuất và phương pháp nhập tự động. Khi mà mình muốn gọi là mặc định những cái phương pháp này. Ví dụ như bạn có một mặt hàng là mặt hàng A và mặt hàng đấy đang ở 3 vị trí lưu kho. Ví dụ như là đây nhá. Mặt hàng A. Tồn kho của các bạn. Tồn kho của các bạn ở đây nếu mà tồn tổng ấy nó là 100. Nhưng mà nó ở vị trí gọi là A1 đi là 40. A2 40. A3 là 20 chẳng hạn. Tất nhiên là cái A1, A2, A3 này thì mình gọi là tắt thôi, nhưng mà ở đây nó phải tương với cả một cái code của cái vị trí lưu kho, ví dụ tầng mấy kho mấy ở cái chỗ định nghĩa vừa rồi ấy, nhưng mình gọi tắt thôi là mình có ba cái vị trí như thế này với số lượng từng này. Thế thì trong trường hợp mà khi mà các bạn xảy ra một cái phiếu xuất của mặt hàng A này với giá trị các bạn muốn xuất là trừ đi 50, xuất ra 50 cái, thế thì 50 cái này các bạn sẽ lấy ở vị trí nào? Thì hoàn toàn các bạn có thể chỉ định rằng tôi lấy ở cái vị trí A1 này là 30 cái và vị trí này là 5 cái, vị trí này là 5 cái chẳng hạn. Đấy là một cách xuất của các bạn, và khi mà các bạn điền bằng tay hoàn toàn những thông tin này thì mình hay gọi nó là một cách xuất thủ công. Các bạn tự chỉ định ra xuất ở từng cái vị trí là bao nhiêu. Tuy nhiên hệ thống sẽ có một số những cái gọi là chỉ định mặc định theo một số các phương pháp. Ví dụ tôi chỉ định rằng là bây giờ xuất 50 đúng không? Thì tôi sẽ xuất ra cái bin nào mà đang có cái ví dụ như là first in first out, có nghĩa là nhập trước xuất trước chẳng hạn. Cái bin A1 này đã nhập vào từ lâu lắm rồi, tôi sẽ ưu tiên xuất ra nó trước. Đấy là một phương pháp. Tất nhiên là còn rất nhiều phương pháp khác. Ví dụ như là phương pháp làm nào để cho cái số lượng vị trí lưu kho còn lại của cái mặt hàng này là ít nhất chẳng hạn. Thì cái phương pháp đấy mình sẽ thảo luận vào sau. Ở đây mình chỉ nói câu chuyện là trong cái tư duy của mình trong mấy cái bước ấy, thì cái bước phase cuối cùng này chính là cái chỗ là các bạn định nghĩa ra các phương pháp xuất tự động mình sẽ xuất như thế nào và các phương pháp nhập tự động nhập vào bin ấy. Là ví dụ ở đây mình có một cái phiếu nhập là phiếu 30 chiếc của cái A. Vậy thì 30 chiếc này sẽ nhập vào bin này hay bin này hay là vài bin chẳng hạn. Thì hệ thống cũng có một chuỗi các cái phương pháp là nhập tự động như thế nào. Thì ở cái phase thứ tư này chính là cái chỗ để các bạn định nghĩa ra các chiến lược chỉ định nhập và chỉ định xuất. Và những hệ thống đang cung cấp những cái chiến lược nào thì mình sẽ thảo luận vào cái lúc mà mình làm cái giao dịch đấy, vào cái ngay cái phần sau này thôi. Thì đến đây thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn là các bạn đi qua hai phần. Thứ nhất là hiểu sơ sơ xem là cái bin location có tác dụng gì đối với quản lý vị trí lưu với quản lý kho của bạn, và các bạn cũng biết được rằng là thiết lập nó như thế nào, phải có bốn bước tư duy từ từ chung cho đến riêng. Và bây giờ giả sử trong trường hợp là các bạn đã thiết lập xong những cái thông tin đấy rồi, thế thì bây giờ quay lại là mình sẽ sử dụng nó như thế nào trong các nhiệm vụ nhập xuất hàng ngày.
Thì bây giờ mình sẽ đưa ra một cái bài toán gọi là cụ thể thôi, nhưng mà trong cái bài toán này nó sẽ tương đối đầy đủ các cái nghiệp vụ mà liên quan tới bin location. Thứ nhất là ví dụ ở đây các bạn là một công ty về thương mại đi, thì đầu tiên là các bạn mua hàng từ nhà cung cấp về và để vào trong kho. Lúc đấy là mình đang sử dụng phiếu Good Receipt PO. Và thời điểm mà các bạn làm cái phiếu Good Receipt PO này ấy, các bạn để vào hàng vào trong kho ấy, thì các bạn cũng phải chỉ định ngay rằng trong kho này thì đang để định chính xác là của bin location nào. Sau khi là hàng đã nhập vào kho rồi, bây giờ lại có một bạn điều phối hàng hóa, các bạn ấy nhìn ở trên báo cáo rằng là mỗi mặt hàng này đang ở những bin nào chẳng hạn, hoặc là sẽ có rất nhiều cái chiều báo cáo để các bạn xem, để các bạn xác định được rằng là mỗi một bin thì đang có những cái hàng hóa gì. Thì sau khi xem báo cáo xong, các bạn ấy điều phối bằng cách là còn có câu chuyện là điều chuyển giữa các kho. Ví dụ như điều chuyển từ kho quận 1 sang kho quận 2 hay như thế nào đấy, thì mình sẽ sử dụng phiếu Inventory Transfer để điều chuyển kho, đúng không ạ? Và thời điểm mà làm Inventory Transfer, dù với mục đích gì mà nó lại liên quan tới cái kho là kho bin location ấy, thì các bạn lại phải chỉ chính xác là cái vị trí đi và cái vị trí đến của cái mặt hàng này là gì. Đây, a location to and from bin location, ý của nó là như thế, có nghĩa là chỉ định cả vị trí đi và vị trí đến. Sau đó mình sẽ gặp cái tình huống rằng là hàng tồn kho của chúng ta được điều phối xong rồi, đi ra đủ các kho rồi, và bây giờ câu chuyện là chúng ta bán vào khách hàng, thì khách hàng đặt bằng phiếu sale order. Thì ở phiếu này thực tế là các bạn cũng có thể làm việc một chút chút gì đấy phần với phần bin location, nhưng mà mình sẽ bỏ qua nó ở đây. Sau đó thì sau khi có sale order, lại có một bạn điều phối hàng tồn kho, và các bạn ấy làm cái chức năng là pick and pack, là để chỉ định bốc hàng ra khỏi kho, đóng gói các thứ, sau đó là chuẩn bị đi giao hàng ấy. Thì ở cái chức năng pick and pack của hệ thống cũng có một cái phần liên quan tới bin location, nhưng mà phần đấy thì có lẽ là mình sẽ không không nói nhiều đến ngày trong ngày hôm nay, mà mình chỉ chủ yếu nói cho các bạn trong cái câu chuyện là khi xuất hàng ra khỏi kho, có nghĩa là giả sử trong trường hợp này làm delivery đi, thì chắc chắn các bạn phải chỉ định rằng bạn xuất ra là bạn đang xuất từ vị trí nào ra. Thế thì ở đây mình sẽ nhấn mạnh vào ba bước thôi, là bước nhập vào, là bước Good Receipt PO, là phải chỉ định là nhập vào vị trí nào, xong là trong trường hợp là có điều chuyển kho là Inventory Transfer thì phải chỉ định cả vị trí đi và vị trí đến, và cuối cùng đến lúc out ra khỏi kho, xuất ra khỏi kho, giả sử delivery đi thì phải chỉ định rằng là xuất từ cái bin nào đi. Đấy, thế thì ba cái chức năng này là chức năng sẽ dùng chính cho phần bin location. Mình sẽ đi vào từng cái bước một trong cái quy trình này. Thì ở bước đầu tiên, khi nhập hàng vào kho, một cái kho bin location ấy, giả sử ở đây là trường hợp là dùng phiếu Good Receipt PO thôi, nhưng hoàn toàn các bạn có thể dùng nhiều loại phiếu khác để nhập hàng vào kho, ví dụ Good Receipt hay là Receipt from Production, rất nhiều loại phiếu, thì cùng bản chất nó là phiếu nhập, thì mình sẽ chỉ giới thiệu một cái thôi. Đấy là mình sẽ thử làm một cái phiếu nhập nhá, nó sẽ như thế này. Giả sử một phiếu nhập kho và phải chính xác là vào cái kho bin ấy thì nó mới có cái ảnh hưởng mà mình mới nhìn thấy rõ cái ví dụ này. Ví dụ mặt hàng A mình nhập 100 cái vào kho, phải là kho 05, bởi vì là hiện tại trên hệ thống của mình kho 05 là đang quản lý theo bin. Các bạn nhìn này, khi bạn mình vừa mới nhập vào kho 05 ấy, thì tự động ở đây cái thông có một cái cột thông tin gọi là bin location all location ấy, nó sẽ chỉ định rằng 100 cái quantity này của mình đang để ở vị trí này. Cái vị trí này này. Thực ra ấy, vị trí này chính là vị trí mặc định ở trong phần warehouse. Đây, đây là vị trí bin mặc định, nó luôn luôn đang lấy cái vị trí này. Thì nếu mà giả sử các bạn cứ điền 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 như thế này, xong các bạn ép phiếu vào đây, thì hàng tồn kho cái mã A1 này này, nó vào ấy, nó vào thẳng luôn cái bin là bin này. Tất nhiên sẽ có các trường hợp đấy là mình sẽ ví dụ 100 cái này các bạn sẽ không nhập vào cái vị trí mặc định này, mà các bạn chọn một cái vị trí khác vào vị trí G chẳng hạn. Đây, vị trí G. Và số lượng mà các bạn đặt ở vị trí G này là 20 thôi. Và ở một vị trí là vị trí Y. Đấy, số lượng 80 chẳng hạn. Thì đây là các bạn đang chỉ định
vị trí nhập kho cho cái mặt hàng trong cái phiếu nhập này của mình cập nhật vào đây. Đó. Thì sau này khi ép phiếu ấy thì cái mặt hàng A1 này nó sẽ được chỉ định đến đúng hai cái vị trí bin location đấy của các bạn. Và ở đây ấy thì tất cả những cái phiếu nhập kho vào hệ thống mà kho ấy vào vào cái kho mà quản lý theo bin thì chắc chắn các bạn phải chỉ định cho nó là đến chính xác vị trí nào, không bao giờ được bỏ qua cái bước này. Không có một mặt hàng nào mà vào cái kho bin mà lại không được chỉ định vị trí. Có chăng mà các bạn không không để ý ấy, thì nó đi vào một cái vị trí mặc định thôi, chứ chắc chắn là nó phải phải vào một vị trí nào đấy. Ép phiếu. Đó. Thì bây giờ cái mặt hàng này nó đã đi vào chính xác cái bin đấy rồi, vào hai cái bin mà mình đã chọn. Thì đó là cái câu chuyện là khi mà nhập vào thì chắc chắn là phải nhập vào chính xác cái vị trí bin nào đó. Và ở đây thì vừa nãy có cái câu chuyện nhập ấy thì mình cũng trao đổi với các bạn là mình có một cái vị trí nhập tạm hay còn gọi là receiving bin location. Thì cái mô hình mà có liên quan tới cái receiving bin location ấy mình có thể mô tả một cách tổng quát như thế này cho các bạn. Đấy là đầu tiên các bạn nhập hàng vào kho vào kho và dùng phiếu good receipt ấy thì mặc định là các bạn nhập luôn vào cái vị trí gọi là vị trí receiving, là vị trí kho và vị trí tạm. Sau đó thì khi mà đến cuối ngày chẳng hạn, bắt đầu các bạn kho, các bạn ấy mới sắp xếp là từ cái vị trí tạm đấy đến cái vị trí lưu kho chính xác, trong gọi là ở trong này nó gọi là storage bin location ấy, thì lúc đấy các bạn ấy sẽ làm một cái nghiệp vụ là điều chuyển từ bin receiving sang cái bin thực bin thật của cái hàng tồn kho đấy, thực tế sẽ lưu ở đó. Thì lúc đấy có nghĩa là mình đang tách ra làm hai bước, một bước là nhập vào là nhập kho tạm này, sau đó là transfer từ vị trí tạm và từ vị trí tạm sang vị trí thực tế thì là hai bước. Và đôi khi ấy mình sẽ sử dụng một cái trường hợp là nó đơn giản hơn, đấy là mình khi mà mình nhập vào kho là mình nhập đúng vào cái bin thực tế mà sau này mình sẽ lưu ở trong đấy luôn á. Thì đấy chính là cái cách, hai cái cách mà mình trao đổi với bạn. Thì vừa nãy mình vừa mới làm ví dụ ấy thì đấy nó là cách hai, không qua cái vị trí tạm mà đi thẳng trực tiếp vào cái vị trí lưu kho luôn, thì nó là như thế. Và sau khi vào cái vị trí lưu kho ấy thì bây giờ giả sử các bạn muốn xem lại cái thông tin này nó đang ở trên hệ thống như thế nào thì mình có thể, mình lần trước mình có giới thiệu cho các bạn một cái báo cáo là inventory posting list, là liệt kê tất cả các nghiệp vụ gọi là bảng kê các nghiệp vụ nhập xuất hàng tồn kho. Đó là trong phần inventory này, inventory transaction ở đây không, inventory report đây, inventory posting list. Thì tuy nhiên là mình cũng có thể mở cái báo cáo này ra ở trong mà của riêng cái mặt hàng này thôi, là mặt hàng A1 này, mở riêng cái mặt hàng này ra các bạn sẽ nhìn thấy luôn. Trong cái mặt hàng A1 này, những cái nghiệp vụ cuối này, những cái mà của kho 02 ấy, kho 02 là không không quản lý theo bin nên cái chỗ thông tin bin này nó trống. Nhưng mà những cái nghiệp vụ nhập xuất ấy vào kho 05 thì các bạn sẽ nhìn thấy luôn, nó là từng ngày nào này, nhập vào bằng phiếu gì và vào vị trí nào, số lượng bao nhiêu thì hoàn toàn sẽ thấy ở đây, kể cả xuất ra ấy cũng sẽ nhìn thấy ở đây. Đấy. Thì đấy là khi mà mình muốn theo dõi những cái gì đã nhập và xuất vào cái bin nào đó của một mã hàng nào đó thì mình sẽ sử dụng cái báo cáo inventory posting list thì mình có thể làm được cái việc đấy. Ngoài ra thì đối với người xem báo cáo ấy, các bạn còn có thể xem bằng hai cái báo cáo nữa mà dành riêng cho bin location report. Hai báo cáo này nó sẽ chỉ xuất hiện khi các bạn kích hoạt chức năng theo dõi vị trí lưu kho thôi. Đó là báo cáo bin location list và bin location content list. Hai cái báo cáo này thì nó là gọi là báo cáo cha con của nhau ấy. Nếu mà các bạn xem báo cáo cha là báo cáo bin location list ở đây có nhiều cái tham số đầu vào nhưng mà mình sẽ liệt kê hết. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là danh sách tất cả các cái vị trí lưu kho mà bạn đang định nghĩa ở trên hệ thống. Và với mỗi một cái vị trí lưu kho đấy, các bạn có thể nhìn thấy được rằng là số lượng mà các mặt hàng
đang có ở trong cái vị trí đấy, bất kể nó là mặt hàng gì. Ví dụ cùng một cái kệ, cái giá đấy mà các bạn vừa vừa đặt mặt hàng A lên, vừa đặt mặt hàng B lên, thì cái item quantity ấy là nó của tổng của cả A và B, chứ nó không phân biệt là của mặt hàng nào. Và đây là number of item ấy, là loại mặt hàng. Ở đây có 3 loại mặt hàng. Và số lượng quy định tối thiểu tối đa là từng này, rồi là số lượng cân nặng tối đa là từng nào đó. Thì có rất nhiều các cái thông tin đấy ở đây. Thì đây gọi là cái báo cáo gọi là danh sách các vị trí lưu kho và những cái thông tin chính liên quan từng vị trí. Và ví dụ như trong một vị trí này mình muốn biết rõ hơn là 515 này là của những mặt hàng gì, ba loại mặt hàng này là cái gì, thì mình sẽ có một cái báo cáo là báo cáo bin location content list. Ví dụ bạn bạn chọn vào cái bin này nhá, và bạn chọn thêm bin location content list này, thì hệ thống sẽ liệt kê ra là trong 515 cái mặt hàng đấy là nó của ba cái mặt hàng là A1, A3 và A4 như thế này, mỗi cái số lượng là bao nhiêu, cân nặng mỗi cái cân nặng tổng cộng của cái loại này là bao nhiêu. Ở đây thì hoàn toàn mình có thể xem được cái thông tin này. Bạn có thể xem cái báo cáo này ở dạng lưới hoặc là dạng tầng tầng như thế này, nó có rất là nhiều kiểu xem. Thì những cái kiểu xem này nó sẽ phù hợp trong trường hợp là một mặt hàng của bạn đặt được rất nhiều chỗ, thì những cái này nó cũng khá là hay, mình xem cách nào thuận mắt thì mình xem thôi. Thì đây gọi là những cái cơ bản nhất liên quan tới hai cái báo cáo này. Mình nhớ đây là báo cáo cha và báo cáo con nhé. Bin location list thì thể hiện toàn bộ các vị trí lưu kho, và bin location content list là thể hiện tất cả các mặt hàng ở trong cái vị trí đó. Thì dựa vào ít nhất là bây giờ mình đã có 3 báo cáo rồi này. Posting list là dạng báo cáo là các nhiệm vụ giao dịch lịch sử liên quan tới cái vị trí đấy. Rồi là báo cáo bin location list và bin location content list là thể hiện cái thông tin thực tế theo thời gian thực là bây giờ trong cái tồn kho đấy đang của từng bin nó là như thế nào. Thì mình đang có 3 cái báo cáo đấy rồi nhá. Là coi như là cũng có tạo đủ các thông tin để mình sẽ có những cái action tiếp theo liên quan tới công việc là điều chuyển và điều phối kho của mình. Thì trong một số trường hợp là các bạn sẽ phải có câu chuyện là phải chuyển chuyển inventory transfer, là chuyển kho, hoặc đôi khi là trong một kho nhưng mà các bạn di dời hàng từ vị trí này đến vị trí kia, thì tất cả những cái nhu cầu đấy ấy, và mình sẽ làm bằng cái câu chuyện là sử dụng phiếu inventory transfer. Thì ở cái phiếu inventory transfer mình sẽ phải chỉ định cả vị trí đi và vị trí đến, đúng không ạ? Như mình vừa nãy mình có trao đổi. Thì ở đây mình sẽ giải thích về mặt tư duy đã. Là trong cái phiếu inventory transfer ấy, với một mặt hàng, giả sử trong trường hợp này của mình là mình chỉ là điều chuyển trong nội bộ của cái kho thôi, là kho 05. Nhưng mà để nó khác vị trí đi. Ví dụ như là nó đang để ở tầng 1, bây giờ mình chuyển nó sang để ở tầng 3 của một mặt hàng thôi. Ví dụ như mặt hàng A1 này, bút chì này, ở kho mở to này dạ. Kho đi là kho 5. Số lượng ở đây là 10 cái đi. Và cái vị trí from bin location ở đây ấy, mình có thể chọn là 10 cái này là 5 cái thuộc cái bin này, 5 cái thuộc bin này. Đây là mình đang chọn hoàn toàn thủ công nhá. Lát nữa mình sẽ nói câu chuyện chọn tự động nào cho nó nhanh. Thì ở đây bạn nhìn thấy này, cái này của mình là mình đang chọn 5 cái ở mỗi bin, và mấy cái bin này đều ở tầng 1 hết. Cập nhật. Và kho đi vẫn là kho 05. Nhưng mà cái vị trí đến của mình ấy, mình sẽ đến vị trí là tầng 3, 05 trừ F3 chẳng hạn. Đây, giả sử mình cho nó vào vị trí này. Cả 10 cái luôn. Đấy. Thế thì ở trong cái trường hợp này ấy, đấy là cái giao dịch này nó mô tả cái việc là các bạn đang bốc 5 cái mặt hàng ở hai cái 10 mặt hàng ở hai cái bin ở tầng 3, ở tầng 1 và chuyển nó lên tầng 3. Thì mình sẽ làm một cái nhiệm vụ inventory transfer như thế này. Ép vào hệ thống. Thế thì hàng của các bạn đã đi về tầng 3 rồi, lên tầng 3 rồi. Đấy là cái câu chuyện là giao dịch của một nhiệm vụ thôi, mô tả cho nó gọi là để hiểu về mặt bản chất thôi. Chứ còn khi mà mình giả sử sẽ có những cái tình huống mà các bạn bảo làm này lâu quá và các bạn muốn làm nó nhanh hơn. Ví dụ như là các bạn đang dọn kho
cả một cái tầng này bây giờ bốc hết hàng lên và để nó vào một cái chỗ nào đấy, ví dụ như là để bốc hết hàng từ tầng 1 lên tầng 2 chẳng hạn, thì hoàn toàn cái việc là hệ thống cho phép các bạn điều chuyển một loạt tất cả các mặt hàng với cái số lượng hiện tại từ chỗ này, từ một vị trí này đến một vị trí nào đấy, thì đấy là hoàn toàn việc đấy có thể làm được bằng cái phần chức năng là Inventory Transfer ở trong phần Bin Location List này. Đây, ở đây mình chọn ví dụ ba mặt hàng chẳng hạn, và đây nếu mình chọn là Clear Inventory chẳng hạn, thế thì toàn bộ cái số lượng này ấy nó sẽ được đi tới cái phần là Inventory Transfer và chuyển hết ra khỏi các cái vị trí đang có như thế này. Và bạn, nhiệm vụ của bạn là chỉ định cái đích tới cho những cái vật tư này thôi. Các bạn có thể chỉ định tới một kho khác hoặc là chỉ là vị trí khác ở trong cùng một kho thôi. Thì việc của bạn là phải điền thêm cái thông tin tool này nữa thôi, tool warehouse và tool bin, và add vào hệ thống. Thế là coi như các bạn đã dọn hết tất cả những cái bin location này rồi, những cái bin location 1, 2, 3 này. Đấy, đấy là một cái cách gọi là dọn kho đấy. Còn tất nhiên là đây là chức năng thì nó là như thế, nhưng mà tùy vào bài toán thực tế thì các bạn sẽ dùng như thế nào thì đấy là tùy các bạn. Thì đấy là câu chuyện mà sử dụng Inventory Transfer. Và ở đây nữa thì sau khi mà mình làm xong nhiệm vụ transfer thì mình sẽ còn cái câu chuyện là mình xuất ra khỏi kho. Xuất ở đây là xuất thẳng luôn ấy, không qua kho nào nữa. Thì cái việc xuất đấy mình sẽ đại diện bằng một cái loại phiếu, ở đây là một cái ví dụ thôi, đấy là phiếu delivery, là giao hàng cho khách hàng đúng không? Thì khi giao hàng cho khách hàng, ngoài những cái thông tin mà bình thường kiểu gì cũng phải nhập như kiểu khách hàng này, rồi là mã hàng, rồi số lượng cần xuất đi là bao nhiêu. Ở đây mình sẽ phải chỉ định đến cái kho xuất của mình. Giả sử cái kho đấy là kho 05 thì câu chuyện xuất ra nó sẽ phức tạp hơn bình thường so với những cái kho khác, ở chỗ là kho này là kho quản lý theo bin. Chính vì thế 10 cái mặt hàng A1 này các bạn phải chỉ xem nó là bạn sẽ lấy hàng đấy từ đâu. Bạn có thể lấy 10 cái ở đây hoặc là lấy một ít ở bin này và một ít ở bin kia. Ví dụ lấy 5 cái ở đây và lấy 5 cái ở đây chẳng hạn. Sau đó update. Đấy thì có nghĩa là các bạn phải chỉ định cái vị trí lấy ra và sau đó ép phiếu thì hàng này sẽ thực tế ra khỏi kho. Thì cái câu chuyện đấy từ nãy giờ mình trao đổi cái việc là nhập vào kho như thế nào này, điều chuyển giữa các kho này và bây giờ xuất ra, thì cái mà hành động mà mình đang làm từ nãy giờ các bạn đang nhìn thấy toàn là cái việc chỉ định một cách thủ công. Vậy thì sẽ có hệ thống sẽ có một cái trường hợp nữa để các bạn thuận tiện hơn, gọi là chỉ định một cách tự động. Tuy nhiên tất nhiên là chỉ định một cách tự động thì có nghĩa là mình phải có cái quy tắc để cho hệ thống biết mà tự động. Tuy nhiên ở đây thì mình sẽ phải chia sẻ với các bạn về một bài về cái câu chuyện thực tế rằng là mình có áp dụng được đến đâu cho cái việc tự động đấy. Thứ nhất đấy là bây giờ mình hình dung là mình khi làm cái câu chuyện kho ấy, nhập xuất kho, các bạn có ba đối tượng. Đối tượng thứ nhất là ông chủ kho. Đối tượng thứ hai là cái mặt hàng mà ông thủ kho ông ấy bốc ra hoặc là bốc vào trong kho của các bạn. Và thứ ba là phần mềm. Ở đây giả sử là SAP chẳng hạn. Thế thì câu chuyện mình sẽ tư duy thực tế một chút. Đấy là liệu các bạn sẽ sử dụng cách nào trong hai cách sau? Cách một, đấy là ông SAP là ông phần mềm đi. Ông ấy chỉ định rằng là bây giờ ông biết số lượng cần xuất. Đây là câu chuyện xuất nhá. Là xuất 50 cái từ kho 05 và ở những vị trí là A1, A1, A2. Đấy. Và ông ấy chỉ định được ra là phải xuất ở A1 và A2 như thế. Thế thì thông tin này từ phần mềm, lấy từ phần mềm ra và ông thủ kho cầm theo cái tờ giấy có cái thông tin là tôi phải lấy hàng từ A1, A2 và tôi đến kho, tôi nhập đúng cái mặt hàng này ở hai cái vị trí. Đây phải là vị trí kho đúng. Đấy, đến cái vị trí này và lấy đúng cái mặt hàng đấy ở hai vị trí A1, A2. Thì mà nếu theo cái cách đấy là cách thứ nhất nhé. Và cách thứ hai đấy là ông thủ kho ông ấy biết rằng tôi phải xuất 50 cái ra nhưng tôi không cần biết là xuất ở vị trí nào, tôi chỉ lấy hàng ra thôi. Thế thì việc của ông ấy sẽ làm đấy là ông thủ kho đi đến vị trí lưu kho, bốc ra 50 mặt hàng và ghi nhớ rằng 50 mặt hàng này là ở vị trí A1, A2. Thế xong ông ấy quay về phần mềm, ông ấy nhập vị trí A1, A2 vào phần mềm.
Thế là có hai cách. Đấy, cách thứ nhất là bốc hàng trước, sau đó mới điền thông tin vào phần mềm. Cách thứ hai là điền thông tin vào phần mềm rồi mới đi bốc hàng. Thì thường ấy, thì đối với một cái kho mà quản lý chưa được chặt chẽ lắm hoặc là nó hơi khó tìm ấy, hoặc là có rất nhiều những cái tình huống khác nữa, thì nếu mà mình cứ chỉ định ở trên phần mềm trước, sau đó bắt ông thủ kho đi lấy ấy, đôi khi ông không thể lấy được. Bởi vì có những cái mặt hàng nó sẽ có thể là nó chồng chất ở rất nhiều các tầng lớp, hoặc là nó ở sâu trong góc, ông không thể lấy được ra. Thế thì việc mà mình chỉ định trên phần mềm trước rồi mình mới đi lấy ấy, thì sẽ khiến gây ra khó khăn và mất thời gian cho thủ kho, nếu như cái kho đấy không dễ dàng để đi vào và lấy đúng cái vị trí đấy. Đấy, thì thế nên là cái câu chuyện là chỉ định trước ở trên SAP, sau đó thì đi lấy hàng thì đôi khi nó sẽ gặp cái khó khăn như thế. Còn cái trường hợp thứ hai là ông cứ lấy hàng về đi, nhưng ông ấy nhớ rằng là ông ấy lấy ở vị trí này, sau ông ghi nhận lại vào trong kho và vào trong SAP, thì đôi khi làm như thế thì sẽ dễ hơn cho thủ kho. Và cái nữa là các bạn phải cân nhắc khi mà triển khai cái câu chuyện là quản lý vị trí lưu kho ở trên bất cứ một hệ thống phần mềm nào, là các bạn cần phải thêm cả những cái câu chuyện là tích hợp với máy scan barcode. Nếu như trong trường hợp là cái hệ thống lưu kho của các bạn hiện đại và nó có nhiều cái tự động á, thì mình còn phải tích hợp với những cái hệ thống đấy nữa. Tất nhiên là phần nào đấy thì SAP nó là một cái nền tảng và khiến cho câu chuyện tích hợp nó khá dễ dàng. Tuy nhiên là mình phải đặt một cái bài toán rộng hơn, và cái công nghệ để làm cái việc quản lý lưu kho này, quản lý vị trí lưu kho này, là các bạn phải đang dựa trên rất nhiều những cái giải pháp, chứ không phải chỉ một giải pháp của SAP. Đó. Thế thì câu chuyện tự động, câu chuyện là chỉ định tự động là tôi muốn lấy cái A1, cái A2 này ra khỏi hệ thống, thì SAP nó đang hỗ trợ cho các bạn một số các cách để chỉ định ra là lấy cái vị trí nào. Tuy nhiên là mình cũng phải cân nhắc đến câu chuyện là mình có sử dụng hay không. Hay đôi khi ấy, đấy là nếu mà các bạn sử dụng cái cách đấy là cứ bốc hàng đi, xong rồi nhập cái thông tin đấy vào phần mềm ấy, thì cái việc là các bạn nhập cái thông tin A1, vị trí A1, A2, mỗi cái là 25, 25, 25 chẳng hạn. Thì đây là các bạn đang nhập manual, thì các bạn chỉ cần ví dụ như có file Excel thì paste nó vào, hoặc là có như rất nhiều cách, ví dụ như scan barcode để đưa cái thông tin này vào hệ thống, thì hoàn toàn không phải chỉ định một cách tự động nữa, mà đây là chỉ định thủ công rồi. Thế thì nếu mà trong cái trường hợp cách 1 ấy, đấy là chỉ định ở trên sáp, sau đó mới đi lấy ấy, thì SAP đang hỗ trợ các bạn như sau. Giả sử mình làm một cái phiếu delivery đi, là một cái phiếu xuất ra đi, mình sẽ xem cái câu chuyện là chỉ định cho phiếu xuất. Xin lỗi là bây giờ là đã là hơn 5 giờ rồi, tuy nhiên là bài học thì vẫn chưa được kết thúc, thì mình sẽ cố gắng để nói nốt trong khoảng độ 8 phút nữa, thì để cho nó trọn vẹn cái bài học của mình. Đây, giả sử ở đây mình lại xuất ra 10 cái A1 đi, và ở kho 05. Thế thì bây giờ 10 cái A1 này đang có tồn ở trong 3 cái bin như thế này, với mỗi bin số lượng các bạn có thể xuất ra là từng này. Thế thì ở đây các bạn nhìn thấy có một cái nút là Automatic Allocation, và hệ thống cho các bạn rất nhiều các phương pháp để lựa chọn. Ở đây một số phương pháp mà mình có thể liệt kê nhanh và có thể dùng, đấy là FIFO. Rất đơn giản là mặt hàng ở cái bin nào mà được nhập vào trước thì bây giờ nó sẽ được xuất ra trước. FIFO khá là hay dùng. Hoặc là LIFO là nhập sau xuất trước, có nghĩa là mặt hàng nào vừa mới mua về và nhập kho sớm nhất thì sẽ được mang ra ưu tiên để xuất trước. Sẽ có một số cái trường hợp để tối ưu hóa vị trí lưu kho, đấy là ví dụ như Ascending hoặc Descending Quantity. Ví dụ như Ascending chẳng hạn, thì hệ thống sẽ ưu tiên những cái vị trí, cái bin nào mà có ít hàng tồn kho nhất thì nó sẽ lấy ra xuất trước. Giả sử ở đây mình lấy cái số là 150 đi. Đấy, ở đây bạn sẽ nhìn thấy Ascending như thế này này. Descending ở đâu? Đây. Thì ở cái trường hợp mình Ascending ấy, thì là hệ thống sẽ ưu tiên lấy những cái bin nào mà đang có ít hàng tồn kho trước để xuất ra, để đảm bảo rằng là cái số lượng còn lại ở trong kho nó được dồn vào một số bin nhất định, để đừng có bị rải rác ra mỗi bin có một ít hàng. Thì đấy là một cách mà mình nghĩ là thường là các bạn rất hay dùng để chỉ định và để lấy hàng ra khỏi kho. Hoặc là ascending này, descending là lấy ở vị trí mà có nhiều hàng tồn kho nhất chẳng hạn, cách này chắc ít dùng. Hoặc có một cách đấy là lấy theo cái mã của bin location.
mã nào mà gọi là sắp xếp là alpha b ấy, cái nào mã c thì được ưu tiên lấy ra trước này, hết mã c rồi mới đến mã d rồi mã y, thì cái việc là sắp xếp theo cái abc như thế này ấy nó sẽ khá là ổn. Nếu mà trong trường hợp khi mà cấu trúc cái vị trí lưu kho các bạn đang đặt ở ví dụ gần bên ngoài ấy, gần bên ngoài thì sẽ được lấy ra sớm nhất, thì cái đấy nó cũng là tùy theo từng cái phương pháp các bạn bố trí hàng tồn kho như thế nào. Thì mình có thể sử dụng là bin location code order, tức là lấy theo vị trí từ alpha b, hoặc là một cái nữa là single choice, có nghĩa là cái vị single choice ở đây, tức là trong trường hợp là ở đây chỉ có một phương án để chọn vị trí bin location ấy, thì hệ thống sẽ chọn luôn cái phương án đấy cho các bạn. Còn nếu mà trong trường hợp ở đây các bạn có rất nhiều cách để kết hợp, ví dụ như bạn lấy một ít ở đây và phần còn lại ở đâu đấy, thì có nghĩa là bạn đang có rất nhiều các phương án để kết hợp để lấy ra vị trí lưu kho chẳng hạn, thế thì hệ thống sẽ không thể có một phương án duy nhất, thì cái single choice nó sẽ bằng không. Nhưng mà giả sử như bạn chỉ có một phương án thôi, là giả sử chỉ có một cái bin đầu tiên ấy, thì có nghĩa single choice còn là một phương án là lấy bin đầu tiên chẳng hạn, thì hệ thống sẽ lấy được ra. Hoặc có một cái nữa là remaining, có nghĩa là ở đây bạn đang lấy ở đây là 20 rồi và bạn chọn là remaining chẳng hạn, thì hệ thống sẽ lấy nốt cái phần còn lại vào một cái bin khác đấy. Thì đấy là một cái số cái phương pháp mà mình nghĩ là sử dụng để khá là thường sử dụng khi mà xuất ra khỏi kho, thì mình sẽ sử dụng gọi là phương pháp tự động như thế. Đấy là câu chuyện là xuất tự động. Thế thì bây giờ câu chuyện nhập tự động thì hệ thống đang cho mình nhập như thế nào? Mình sẽ quay lại một cái phiếu nhập nhé. Nhập tự động thì nó sẽ đơn giản hơn. Đây, trên cái màn hình phiếu nhập các bạn cũng nhìn thấy bin location này. Và cái câu chuyện tự động nhập ấy thì nó sẽ có 4, chính xác là 5 cách để nhập tự động. Thứ nhất là đầu tiên là bạn mặc định cái kho này là tự động luôn mặc định cái bin khi mà vào kho này là bin gì ấy, thì ngay lập tức là nó sẽ đi vào thông tin của bin đấy, đây là bin tự động của cái kho đấy này. Ngoài ra các bạn có thể chọn cái phương án ví dụ như là item current bin location, tức là lần cuối cùng hoặc là hiện tại cái mặt hàng A1 này nó đang có trong kho rồi và nó ở bin ví dụ bin G chẳng hạn. Thế thì nếu bạn chọn vào đây item bin location ấy, thì hệ thống sẽ liệt kê ra tất cả những cái bin mà hiện tại đang có trong kho, và bây giờ khi nhập mới vào thì các bạn có thể nhập vào một trong mấy cái bin này để cho các mặt hàng của các bạn nó có anh có em nó cùng ở trong cùng cái bin với nhau. Đấy. Đấy gọi là cái chức năng là item current bin location, có nghĩa là nhập vào một cái bin đang có cái hàng đúng cái mặt hàng đấy ở trên hệ thống rồi. Sẽ có một cái loại nữa, đấy là item current and historical bin location. Tức là nếu mà trong quá khứ có một thời điểm nào đấy mà bạn đã từng nhập cái mặt hàng này vào một cái bin gì đấy rồi, hệ thống đang nhớ cái đấy, và sau này khi các bạn nhập mới vào nó lại cho các bạn nhập mặc định luôn vào cái bin mà ngày xưa đã từng có cái hàng đấy, kể cả bây giờ hàng đấy nó không còn ở cái bin đấy nữa rồi, nhưng mà bởi vì lịch sử đã từng ấy thì nó có thể lấy cái thông tin đấy vào. Đây, mình vừa mới chọn là item and historical bin location ấy. Đây, hệ thống đang liệt kê ra toàn bộ những cái bin mà ngày xưa là cái mã A này đã từng ở trong đó rồi. Rồi sẽ có một cái trường hợp là last bin location that received item. Tức là lần cuối cùng nhập kho các bạn đang nhập vào bin nào, thì bây giờ hệ thống cho các bạn tương tự là mình cũng nhập thẳng vào bin đấy. Đấy, lần cuối cùng là mình đang nhập vào bin A. Thế thì bây giờ lần này các bạn có thể nhập tiếp vào bin A để cho nó đầy cái bin đấy ra. Thì đấy là một số cái cách tự động để mình khi mà nhập kho vào hệ thống thì mình sẽ sử dụng cái này để chỉ định bin cho nó nhanh hơn. Thì đấy là câu chuyện là mình ứng dụng cái phần bin location ở trên hệ thống. Mình sẽ còn một cái nữa, đấy là cái việc là sử dụng bin location nó ảnh hưởng tới hàng tồn kho như thế nào, ảnh hưởng tới việc kiểm kê hàng tồn kho như thế nào, thì nó chỉ ảnh hưởng duy nhất một thứ thôi. Đấy là như buổi trước mình đã học về việc kiểm kê rồi đúng không ạ? Mình sẽ có một cái chức năng là Inventory Counting.
Inventory Counting Transaction. Thì trên cái mặt form Inventory Counting ấy là biên bản kiểm kê ấy. Ví dụ kiểm kê kho 05 nhé. Thì cái mà hệ thống liệt kê ra cho các bạn, ngoài cái việc là những mặt hàng gì, thì họ sẽ thêm luôn một cái cột là nó đang nó tách theo từng bin là như thế nào. Ví dụ như cùng ở mặt hàng A3 này, nhưng mà nó ở các bin khác nhau, bin A này, rồi là bin B chẳng hạn. Thế thì cái biên bản này nó tách theo từng bin. Và cái tư duy khi mà các bạn đi kiểm kê ấy, là các bạn đi tới đúng cái vị trí của cái bin này, các bạn đứng cái vị trí này và các bạn đếm xem là mặt hàng A3 có bao nhiêu, rồi mặt hàng A4 có bao nhiêu, rồi các bạn điền cái thông tin đấy vào đây. Có nghĩa là mình sẽ có thêm một cột bin nữa là cột vị trí thực tế ở trong kho để các bạn dùng cái đấy để đi đến đúng cái vị trí đấy và để kiểm kê ở cái vị trí đấy. Thì đấy là cái việc mà nó ảnh hưởng ở trong cái báo cáo kiểm kê ấy, là nó có thêm cái thông tin này và nó sẽ ảnh hưởng đến cái cách mà mình kiểm kê nữa. Thì đến đây là đã hết cái phần bài học liên quan tới việc là quản lý vị trí lưu kho.